Xin chào tất cả anh chị em và các bạn. Chào mừng anh chị em và các bạn quay lại với VN Maritime và tiếp tục với chuyên đề nghiệp vụ đại lý tàu biển cơ bản. Chúng ta đã tìm hiểu về các cái bước liên lạc cơ bản với tàu và chủ tàu này, với chủ hàng, người nhận hàng, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với việc liên lạc với cảng, điều độ công nhân và đơn vị vận tải. Sau khi nhận được chỉ định làm đại lý liên hệ kiểm tra với chủ hàng, đồng thời liên hệ kiểm tra với phía cảng, bên xếp giữ và bên sắp xếp phương tiện vận tải, kiểm tra xem là chủ hàng đã liên hệ về cái lô hàng này chưa, cảng đã có kế hoạch cầu bến phao cho tàu vào chưa, đồng thời phía xếp giữ công nhân đã có kế hoạch để xếp giữ lô hàng này chưa và dự kiến xếp giữ trong vòng bao nhiêu lâu thì có thể giải phóng được tàu. Rồi phía đơn vị vận tải thì đã có sắp xếp phương tiện sẵn sàng nhận hàng luôn không, hay là phải chờ phương tiện, hoặc là nếu nhận hàng thì phương tiện có liên tục làm hàng liên tục hay không, hay là phải làm cầm chừng, làm xong rồi lại chờ rồi lại làm tiếp. Sau đó thì từ các cái thông tin hàng hóa mà mình nhận được từ tàu và chủ tàu, như là cargo manifest này, storage plan này, rồi kế hoạch giữ hàng, discharging plan này, mình gửi cho phía công nhân xếp giữ để họ lên phương án cụ thể, đồng thời gửi cái email cập nhật về ETA hoặc email Zalo cho phía cảng, công nhân, phương tiện. Theo kinh nghiệm thường để mà làm việc cho đội cảng rồi công nhân xếp giữ phương tiện thì mình nên làm một cái group chat Zalo cho chuyến tàu đấy, có đầy đủ các cái ban ngành bên liên quan như là đại lý tàu mẹ, tàu con, công nhân, cảng, giám định, chủ hàng, có gì là ném hết lên đấy để cho tất cả mọi người cùng cập nhật, nhưng mà đó là unofficial nhé. Còn những cái gì quan trọng thì vẫn phải gửi qua email. Rồi thứ hai là sau khi mà đã double check bằng điện thoại với cảng thì chúng ta sẽ gửi email yêu cầu cầu bến hoặc là yêu cầu bến phao cho phía cảng. Ví dụ đây là có cái tàu Wang xin về bến phao của ra này. Sau khi chúng ta có cái ETA dự kiến thời gian tới này, mớn nước, lượng hàng vân vân, thì đại lý gửi email kèm theo giấy yêu cầu cầu bến hoặc là yêu cầu bến phao cho phía cảng. Đính kèm trong email thường là cái file yêu cầu cầu bến này, kèm theo đó là ship particular này, hoặc rồi kèm theo nữa là bill of lading hoặc manifest để xem là hàng hóa bao nhiêu, rồi stress plan để xem là hàng hóa nó bố trí thế nào, hầm nào bao nhiêu thì người ta còn bố trí cầu, rồi cái discharging sequence để biết là giữ chỗ nào trước, chỗ nào sau, sau chỗ này thì giữ chỗ nào, vân vân, để anh em xếp giữ người ta nắm được. Đây là một cái mẫu email của cái tàu Wang xin mà mình xin cầu bến. Đây là file yêu cầu bến phao này, rồi bill of lading này, ship particular này, final storage plan này, rồi mình thông báo lịch là khi nào dự kiến tới. Đây là một cái mẫu yêu cầu bến phao, yêu cầu cầu bến nhé. Nếu mà về bến phao thì lắp bến phao vào, nếu về cảng thì chúng ta lại giấy yêu cầu cầu bến. Có thông tin của tàu, rồi cảng tới, quốc tịch tàu, liquid, lượng hàng, mớn nước, để cảng kiểm tra xem là tàu có bị quá hay không, rồi yêu cầu dịch vụ gì, phao này, tàu line này, mực mở dây này, cầu này, vân vân. Sau khi nhận được thông báo chấp nhận vào cảng và bến phao, mình gửi cho cảng rồi thì mình sẽ yêu cầu họ phải gửi cái thông báo chấp nhận vào cảng và phao ngược lại cho mình, để mình chắc chắn là họ sẽ sắp xếp cho cầu bến hoặc là phao cho tàu mình, chứ không thể chỉ có nói chuyện qua điện thoại đến khi lỡ vào tới nơi mà lại không có cầu bến, không có phao thì lại dở, nên cứ phải xác nhận.
Khi mà làm thủ tục ở cảng vụ thì cũng phải gửi kèm chấp nhận vào cảng và phao này, thì phòng kế hoạch cảng vụ người ta mới cho kế hoạch tàu vào cảng hoặc là tàu vào phao. Đây là một cái ví dụ mà chúng ta gửi cái thông báo chấp nhận tàu và mà cảng gửi cho chúng ta, kính gửi cảng vụ này, kính gửi công ty đại lý này, chúng tôi là chủ phao Vina Logistics gửi thông báo chấp nhận cho tàu vào phao, kèm theo là các quy định về an toàn riêng của cảng. Thì đây chúng ta đã xong những cái động tác cơ bản mà đại lý thường làm với phía cảng và công nhân. Và trong clip tiếp theo thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về việc mà thông báo tới các cơ quan chức năng quản lý vùng nước vân vân. Cảm ơn tất cả anh chị em và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại vào clip tiếp theo.